Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với thành phố Hà Giang tổ chức lễ khởi công làm nhà đại đoàn kết. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự buổi lễ có đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao biển hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn xã Phương Thiện, mỗi hộ 60 triệu đồng và thực hiện khởi công công trình làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Trứ, thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vàng Xeo Cón, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận những phong trào thi đua của Thành ủy Hà Giang phát động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trong đó có nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình nhà ở, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, góp phần giúp các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Giang có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Giang tiếp tục phối hợp với các ban ngành của địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình phần việc hướng tới chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đảm bảo theo quy định. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ ngày công xây dựng, ủng hộ các đồ dùng sinh hoạt cho các hộ sau khi hoàn thành nhà đại đoàn kết để các gia đình có đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Chiều ngày 20 tháng 3, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức hội nghị người lao động năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 156 đại biểu các đơn vị trực thuộc. Năm 2023, Điện lực Hà Giang đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý, thúc đẩy sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Đại diện người lao động tổ chức đối thoại định kỳ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người lao động. 100% người lao động công ty được ký hợp đồng, hưởng phúc lợi đầy đủ theo thỏa ước đã ký kết. Thu nhập bình quân đạt 22,3 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi được triển khai sâu rộng, thiết thực. Nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt và vượt so với kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, lãnh đạo công ty, các phòng ban chuyên môn đã giải đáp trực tiếp các kiến nghị của người lao động và đoàn viên công đoàn. Dịp này, Công đoàn Điện lực Hà Giang đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự hội nghị người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2024. Chiều ngày 20 tháng 3, Thường trực Huyện ủy Bắc Quang đã có buổi làm việc với các ngành bàn giải pháp giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án cao tốc Hà Giang Tuyên Quang giai đoạn 1. Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của các ngành cùng phân tích nguyên nhân những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc, Thường trực Huyện ủy Bắc Quang nhấn mạnh quan điểm giải quyết tồn đọng công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo có lợi nhất cho người dân, nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết dứt điểm trong xử lý các vướng mắc theo quy định pháp luật. Qua đó đề nghị hội đồng bồi thường hoàn thiện phê duyệt tổng thể, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phải trực tiếp giải quyết dứt điểm các hộ còn vướng mắc. 5 xã có dự án đi qua đồng loạt triển khai các phương án bảo vệ nhà thầu thi công, trong đó thực hiện điểm đối với các hộ đã được các xã đề xuất. Đối với các phần việc liên quan tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các xã tuyên truyền vận động các hộ đăng ký sớm chuyển đến nơi ở mới. Đặc biệt đối với khu tái định cư xã Tân Quang và Quang Minh, hoàn thiện mặt bằng phải triển khai ngay phương án bàn giao đất cho các hộ gia đình. Tổ công tác công an huyện đề xuất phân công, phân nhiệm lực lượng công an chính quy xã phụ trách đường hộ. Ngày 20 tháng 3, cụm thi đua công an huyện phía Tây Nam gồm các huyện Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Vị Xuyên đã tổ chức hội nghị ký giao ước và triển khai thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024.
Năm 2023, Công an các huyện trong cụm đã nghiêm túc hưởng ứng và quán triệt các nội dung thi đua do Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát động, đồng thời chủ động xây dựng chương trình kế hoạch để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua và tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã từng bước khắc phục sự đơn điệu, khẳng định được giá trị, thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia hưởng ứng. Tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia ý kiến góp ý thông qua các dự thảo về nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024, dự thảo quy chế hoạt động của cụm thi đua, dự thảo chấm điểm thực hiện các chỉ tiêu của cụm. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục bám sát các nội dung thi đua đã ký kết, thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024, củng cố thêm sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện hướng về cơ sở, sau 4 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an thành phố Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến rõ nét tích cực về tình hình an ninh trật tự. Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang là một trong những địa phương có địa bàn rộng với 18 tổ dân phố tập trung đông dân cư, nhất là người lao động, sinh viên nên các loại tội phạm thường lợi dụng sơ hở để hoạt động. Với quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Nguyễn Trãi đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội và chủ động trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm với phương châm không được phép đi sau tội phạm. Công an phường thường xuyên xuống kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện như là nhà nghỉ, khách sạn, các cái quán karaoke, rồi quán kinh doanh điện tử để tuyên truyền cho các chủ hộ ký cam kết không tiếp tay cho các đối tượng đến hoạt động tội phạm, thường xuyên thông báo các cái thủ đoạn để nhân dân nắm được và cũng như là nhân dân có những cái vụ việc gì liên quan đến tội phạm cũng báo ngay cho lực lượng công an phường nắm được. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Việc triển khai diễn ra nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Kết quả trong đợt cao điểm đã phát hiện xử lý 29 vụ với 51 đối tượng. Đáng chú ý, Công an thành phố Hà Giang đã đấu tranh phát hiện 6 vụ với 14 đối tượng liên quan đến ma túy, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tín dụng đen. Công an thành phố cũng đã xây dựng các kế hoạch và triển khai đồng bộ đến các đội nghiệp vụ như công an các phường xã thực hiện lễ ra quân. Tập trung rà soát các đối tượng trên địa bàn này, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về công tác đảm bảo về quản lý tài sản, phân loại các cái nhóm đối tượng ngay từ ban đầu trên địa bàn để khi mà có vụ việc xảy ra thì kịp thời xác minh, xác định được đối tượng để xử lý theo đúng quy định. Kết thúc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an thành phố Hà Giang quyết tâm nỗ lực tiếp tục giữ vững ổn định địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 20 tháng 3, huyện Mèo Vạc đã tổ chức thành công lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã năm 2024. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Mèo Vạc được tổ chức hàng năm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ phát động, các đại biểu và trên 350 vận động viên đã tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và 150 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tham gia giải Việt dã. Các vận động viên nam nữ tham gia tranh tài ở 3 cự ly chạy 7 km, 3 km và 1,5 km. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong toàn dân. Ủy ban xã Tà Lủng đã phối hợp với các trường lựa chọn các vận động viên tiêu biểu. Đó là xây dựng kế hoạch để hướng dẫn các em tập luyện hàng ngày để chuẩn bị cho giải chạy Việt dã của huyện năm 2024. Qua đây thì cũng giúp xã cũng thúc đẩy các phong trào thể dục thể thao của xã đi lên. Tôi hy vọng là trong thời gian
từ giờ về sau nữa thì sẽ ngày càng tổ chức những cái giải nó càng chất lượng và số lượng đông đảo dành cho các vận động viên phong trào cũng như vận động viên chuyên nghiệp, thu hút khách du lịch trên địa bàn. Kết thúc lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt Dã huyện Mèo Vạc năm 2024, ban tổ chức trao cờ lưu niệm, phần thưởng xuất sắc cho các cá nhân đạt thành tích cao. Thông qua hoạt động này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần khích lệ đông đảo quần chúng nhân dân, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa phong trào thể dục thể thao của huyện trong những năm tiếp theo. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Minh đang tích cực gieo cấy lúa vụ xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Vụ xuân năm nay, huyện Yên Minh thực hiện gieo cấy lúa với tổng diện tích gần 419 ha với các giống chủ yếu là Nhị Ưu 838, Cương Ưu 725, Kinh Sở Ưu 1588, Việt Lai 20 thế hệ mới, HKT99, Khẩu Mang, DS1. Đây là những giống lúa có năng suất và chất lượng cao, dễ chăm sóc, đặc biệt mang lại chất lượng gạo dẻo, thơm ngon. Để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn, cũng như các hộ nông dân về kỹ thuật gieo mạ và sử dụng tốt các biện pháp phòng chống sâu bệnh cho diện tích mạ. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Minh đã gieo cấy được trên 260 ha, đạt 62,3% kế hoạch. Hiện nay, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Yên Minh vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất và tập trung gieo cấy, phấn đấu hoàn thành sản xuất vụ xuân năm 2024 đạt năng suất và chất lượng cao. Thưa quý vị, hiện nay tại một số địa phương trên cả nước, giá con giống của dự án giảm nghèo cấp bò sinh sản bị đội lên gấp 2 đến 3 lần hay nhận bò giống già, yếu và gầy. Tại huyện Hoàng Su Phi, để chủ động cũng như đảm bảo nguồn cung ứng giống bò theo chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã bắt tay cùng với một số doanh nghiệp, hợp tác xã để người dân được trực tiếp lựa chọn, đồng thời đảm bảo về giá và các yếu tố phòng chống dịch bệnh. Hôm nay ông Thèn Văn Khún ở xã Sán Xả Hồ và một số hộ dân khác trong xã đã tới hợp tác xã nông lâm nghiệp tổng hợp Hoàng Su Phi để lựa chọn bò giống theo chương trình mục tiêu quốc gia. Qua quá trình lựa chọn kỹ càng về hình dáng, tầm vóc, sức khỏe và cân nặng, ông đã lựa chọn được hai con bò ưng ý. Bò rất tốt, nếu mà thích mua chọn một hai con đi nuôi làm giống. Mua bò thì bên cơ quan đã cam kết với dịch bệnh, bên cơ quan đã chịu trước pháp luật. Về con giống là tốt, đã được tiêm vaccine đầy đủ. Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Tổng hợp Hoàng Su Phi thực hiện xây dựng chuồng trại nuôi nhốt bò với quy mô từ 200 đến 250 con vào cuối năm 2023. Để đảm bảo bò giống được xuất ra thị trường, hợp tác xã cũng đã tuân thủ các yếu tố như là giống bò vàng địa phương, được nuôi nhốt ít nhất 15 ngày để tiêm đầy đủ vaccine, theo dõi bệnh tật. Người dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia được đến tận nơi lựa chọn. Hợp tác xã cam kết được đổi trả nếu con giống bị bệnh, không sinh sản, được bao tiêu sản phẩm đầu ra. Sau khi có chủ trương của huyện thì hợp tác xã cũng mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, khu trung chuyển, con giống cho bà con ra trực tiếp ra lựa chọn con giống. Hợp tác xã cũng liên kết với các đơn vị trên cung ứng con giống chất lượng tốt để đưa những cái con giống chất lượng về hợp tác xã. Sau đó thì có cơ quan thú y kiểm tra và làm vaccine. Rồi theo dõi từ 10 đến 15 ngày trước khi cho bà con ra chọn con giống. Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã mở rộng quy mô cung cấp con giống giúp cho huyện đảm bảo việc cung ứng giống cho chương trình giảm nghèo mục tiêu quốc gia cũng như đảm bảo chất lượng con giống. Về phía ngành chuyên môn thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thì thu hút kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác xã tại địa bàn cũng như là liên kết với lại các hợp tác xã trên trong tỉnh cũng như là ngoài địa bàn để cung ứng con giống đảm bảo chất lượng, con giống trâu, giống bò đảm bảo chất lượng để đưa về địa bàn. Khi mà có cái cơ sở trung chuyển này, có cái cơ sở được đầu tư như vậy thì tất cả con giống trước khi mang vào địa bàn rất cần thiết là có cái quá trình cách ly theo dõi để đảm bảo là con giống an toàn cũng như là an toàn về dịch bệnh cũng như là đạt chất lượng cao nhất. Việc hỗ trợ bò giống sinh sản cho các hộ nghèo để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung là một trong những chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Cuối bản tin là thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 21 tháng 3 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp.
khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực vùng núi thấp có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 83%. Thông tin về thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.